Sáng nay ngày 22 tháng 7 nhằm ngày 2 tháng 6 năm Canh Tý, tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, chùa Phù Liễn, thành phố Thái Nguyên, nhân lễ khai pháp khóa an cư kết hạ Phật lịch 2564, dương lịch 2020, đoàn Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương đã đến thăm toàn thể hành giả tăng ni. Phát biểu với chư hành giả an cư tỉnh Thái Nguyên, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương đã ân cần động viên và sách tấn sư tu học. Mỗi giờ, mỗi khắc phải biết thúc liễm thân tâm, tịnh hóa các nghiệp, làm bậc mô phạm cho Phật tử tại gia quy ngưỡng. Báo cáo với chư tôn giáo phẩm trong đoàn, đại diện Hạ trường Chùa Phù Liễn tỉnh Thái Nguyên cho biết, có 55 vị hành giả cấm túc an cư với chương trình tu học được Ban chức sự đề ra như học nghi lễ, pháp khí, kinh, luật, luận, qua các thời giảng của chư tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương. Ngoài ra còn có các buổi chuyên đề pháp luật về tôn giáo do các cơ quan nhà nước trình bày. Ngày sau đó, Đoàn Trung ương Giáo hội đã gửi cúng tịnh tài đến toàn thể hành giả an cư tại Thái Nguyên. Được biết, chương trình thăm thuyết giảng cúng dường mùa an cư do Ban Hoằng pháp Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Tài chính Trung ương tổ chức đến các trường hạ trong cả nước, dựa trên ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng Chứng minh và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cũng đã tiến hành khai khóa an cư trong không khí trang nghiêm và cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự và Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương giữ ngôi đường chủ, chứng minh đạo sư.